Vậy mình cũng rất là chân thành cảm ơn Nice Slide và đặc biệt là Huy, bởi vì chỉ sau mấy buổi Nice Slide thôi thì mình có một cơ hội là thuyết trình để xin việc, và rất may mắn là với một vài cái kỹ năng nho nhỏ đấy thì mình đã có được công việc đó. Tuy vậy tính chất công việc thì lại quá là eo hẹp về thời gian, thế nên mình không thể nào mà đầu tư được 100% công sức mình vào slide online tốt nghiệp được. Nhưng mình xin hứa là tất cả những cái kiến thức mà mình đã học Nice Slide mình sẽ cố gắng vận dụng trong tương lai một cách có ích nhất cho bản thân. Vâng, như các bạn biết, bản thân mình là một giáo viên thì mình cũng có sử dụng PowerPoint rất nhiều trong quá trình giảng dạy rồi. Tuy nhiên là khi mà đến với Nice Slide và đến với Huy, ban đầu mình gọi Huy là thầy Huy, tôi cực kỳ là rất là tôn trọng, vì là bạn ấy thứ trẻ mà đã rất là giỏi, trong những công nghệ của bạn ấy làm được rất nhiều, mình học được vô cùng nhiều thứ ở đây, và bản thân mình là mình cũng đã học hỏi và làm được những thứ để đi chia sẻ lại cho mọi người. Và mình cũng xin hứa với Huy là mình sẽ cố gắng là làm tốt hơn và chia sẻ những gì, và trong những bài mà mình chia sẻ mình đều nói rằng là mình tự hào rằng nói với đồng nghiệp và giáo sinh viên của mình là mình học được từ Nice Slide và trưởng thành từ Nice Slide. Xin cảm ơn Huy và đi học tại khóa học này là em không nghĩ em bỏ ra nhiều tiền như thế để học PowerPoint đâu ạ. Em nghĩ là phải học tiếng Anh này, hoặc học những cái khác mà nó kiểu mình cần thiết hơn. Còn PowerPoint thì mình có thể để cho máy nó tự đi ra được. Và sau khi em học khóa này thì em cảm thấy là cái số tiền em bỏ ra ấy, thì em nhận lại được còn nhiều hơn nữa. Đấy không em nói điêu đâu ạ. Và bởi vì là anh không chỉ dạy bọn em PowerPoint mà còn mấy cái khác như kiểu là infographic, CV, poster và nhiều cái hiệu ứng khác nữa. Nên là em dành lời cảm ơn đặc biệt đến anh Huy ạ. Còn anh Dũng thì trong quá trình bọn em học cũng đã hướng dẫn rất nhiệt tình, và em cũng thường xuyên hỏi bài lúc về nhà. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của em ạ. Rồi, chào mọi người. Thực sự là một người rất có tình cảm với là Nice Slide, bởi vì là ngoài việc học cá nhân này thì mình đã giúp Nice Slide vào được công ty mình dạy một khóa doanh nghiệp. Tức là mình đã học cái khóa Nice Slide này đến 2 lần. Rất là mong các bạn thông cảm, và ít ra mình có cái bằng gọi là bằng là ham học. Đây là câu chuyện từ ngày Nice Slide đến đây. Bản thân em thì từ trước khi đến với Nice Slide là một cô bé chỉ có kỹ năng PowerPoint dừng lại ở mức học sinh lớp 7. Nếu như em nhớ không nhầm thì khi học lớp 7 là học về PowerPoint ạ. Và đến bây giờ có thể đứng ở đây thuyết trình như thế này thì là nhờ công lao đương nhiên là của Nice Slide và anh Huy ạ. Nên là em có một lời cảm ơn chân thành đến anh ạ. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Qua khóa học này thì mình rất cảm ơn Huy cũng như là Nice Slide, đặc biệt là Dũng béo còn giúp mình, hỗ trợ mình từ sáng đến đêm. Hồi xưa mình đi học đại học mình không biết làm thuyết trình đâu, và không biết làm slide đâu, lúc nào cũng nhận là thôi tao thuyết trình tại vì phần đề khó ai cũng đẩy thôi hãy nhận. Đấy không phải là slide, nhưng mà bây giờ đi làm rồi thì phải làm slide mà. Mình là nếu mà tham gia khóa học này là một bước chuẩn bị tốt để giúp cho công việc các em sinh viên ở đây sau này, giống như là kinh nghiệm của chị cũng như là anh Cường vừa truyền đạt lại là nó rất giúp ích sau này. Xin cảm ơn Huy. Cùng rất là trân trọng cảm ơn đến lời cảm ơn chân thành đến Nice Slide, cảm ơn đến thầy Huy. Mình gọi bạn ấy là thầy mặc dù bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà thực sự là cái trình độ và cái kỹ thuật là làm slide của bạn quá là điêu luyện, và cảm ơn trợ giảng là bạn Dũng rất là nhiều ạ. Mình gửi lời cảm ơn đến với thầy giáo Thụy Quang Nguyễn cũng như là Nice Slide vì những cái buổi học hoàn toàn rất là thú vị, và thực sự là mở mang cho mình rất là nhiều kiến thức về làm PowerPoint. Đối với mình thì trước đây PowerPoint chỉ có insert picture và insert text, tuy nhiên sau này thì mình biết nó còn nhiều thứ hơn. Ok, cảm ơn. Huy và anh Thịnh trong suốt khoảng thời gian qua đã kiên nhẫn đồng hành cùng em. Thực sự thì lúc đến đây em chỉ có một mong muốn, là chính là em không bị vì cái bài thi tinh cuối môn mà em không ra được trường đúng hạn, nên là em đã đi học, và thực sự thì những kết quả ngày hôm nay mang lại đã vượt quá mong đợi của em, và nó thực sự em không ngờ đến là như thế này. Em xin hết là cảm ơn ạ. Ok, mình kết rất tuyệt cho buổi tốt nghiệp của khóa học rồi, cảm ơn em rất nhiều. tới anh Huy vì cả cùng các bạn trợ giảng cũng như là Nice Slide đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để vào cho khóa học Nice Slide rất là tuyệt vời, và đặc biệt là giúp cho bọn em có cái tư duy về thiết kế cũng như là có các thêm công cụ giúp ích cho bọn em làm được các slide hiệu quả. Ok, cảm ơn rất nhiều. Lời cuối cùng thì rất cảm ơn đến Nice Slide, đến em Thụy Quang Nguyễn, Thụy hiện tại thì đang không có ở đây. Ok, và đặc biệt là cho người giáo viên rất là nhiệt tình, bằng tất cả những tâm huyết, kiến thức và tất cả những lòng nhiệt thành của mình đã gửi tới cho Nice Slide một buổi học thực sự rất thú vị. Rất cảm ơn tất cả các bạn các bạn. Và cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến anh Huy và anh Thụy, và chúc cho Nice Slide sẽ luôn viết nên những bản tình ca bằng Powerpoint thật đẹp trong lòng mỗi học viên như Vũ đã viết bản tình ca trong lòng em ạ. Thì em xin được gửi lời cảm ơn đến anh Huy, anh Dũng đã cảm ơn Nice Slide vì một khóa học tuyệt vời đây để cho em rất nhiều quý giá, và mong rằng Nice Slide sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Đã ra trường 5 năm rồi và đã tiếp xúc với slide rất là nhiều, nhưng tuy nhiên thì khả năng làm slide của mình rất là kém. Nhưng mà rất cảm ơn anh Huy cũng như là các trợ giảng đã giúp cho mình có thể tăng cái khả năng làm slide cũng như thuyết trình lên. Và đặc biệt muốn gửi gắm đến mọi người câu chuyện này vì em cũng cảm thấy như khóa học 9 slide và anh Huy đã tiếp thêm cho em một nụ hôn vào bàn tay, và nó không chỉ là một động lực mà nó còn là hành trang rất quý báu cho em trong sự nghiệp giáo dục sau này. Và một lần nữa em xin cảm ơn tới anh Huy và Nice Slide. Okay, wow. Cảm ơn thầy Huy, cảm ơn Khánh, cảm ơn Thụy vì một cái khóa học hết sức là tuyệt vời đối với mình và đối với tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Ok.